sống một đời theo ước nguyện bản thân. Trước giờ, bạn có tự hỏi bản thân rằng liệu bạn có đang sống một cuộc sống mà bạn mong muốn hay không? Có phải đã rất nhiều lần, suýt chút nữa là bạn đã cúi đầu buông xuôi, suýt chút nữa là bạn lại tự nhủ lòng mình rằng thôi bỏ đi, thế này cũng được rồi. Nhưng rồi bạn lại nhận ra trong con người mình vẫn còn tồn tại một thứ gì đó. Có lúc người ta gọi đó là tham vọng, trong những cuộc thi tài năng thì được gọi là ước mơ, và cũng có lúc thì lại là nhiệt huyết. Bởi vì có nhiệt huyết nên bạn có thể dựng mục tiêu cao hơn cái ngang động một chút và coi việc hoàn thành mục tiêu như là một lối ra rực rỡ ánh sáng. Sống một đời theo ước nguyện của bản thân không phải là một lời phán xét hay tổng kết, mà là một nguyện vọng, một lời thề. Hãy sống hết mình như những gì bạn mong muốn, vì bạn xứng đáng được dùng cả cuộc đời của mình để giành lấy quyền được là chính mình. Chỉ cần bạn còn ước mơ, còn tin tưởng, còn hiện thực, bạn có thể đi đến bất cứ nơi đâu, đạt được bất cứ điều gì mình mong muốn.